Thưa quý vị, thực hiện phát động của Công đoàn viên chức tỉnh và kế hoạch của cụm thi đua số 2 về tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2024, cụm thi đua số 2 Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức chương trình chồng tay công đoàn họp mặt công đoàn viên khó khăn. Tại hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh, cụm trưởng cụm thi đua số 2 ôn lại ý nghĩa của tháng công nhân, qua đó khẳng định vị trí vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dịp này, đại diện Công đoàn viên chức tỉnh và cụm thi đua số 2 trao quà vòng tay công đoàn cho 9 công đoàn viên khó khăn nhằm động viên công đoàn viên nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Trong chương trình, đại biểu còn được bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trưởng, Bệnh viện Đa khoa Long An, trao đổi tư vấn chăm sóc sức khỏe cho công đoàn viên, người lao động có bệnh nền.